Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngộ Phương con kính chào quý vị thiền hữu tri thức một ngày mới bình yên. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2018. Con đang ở tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe mẫu chuyện nhé. Mẫu chuyện được mang tên là Kho Báu. Hôm nay con sẽ kính tặng cho quý vị một kho báu. Chuyện được kể rằng có một vị tăng nọ của Nhật Bản tên là Đai Du đến Trung Quốc để học đạo và gặp một vị thiền sư tên là Ba Sô. Ba Sô hỏi: "Ông đi đâu vậy?" "Dạ con đi tìm giác ngộ." "Ông có cả kho báu bên trong mình, tại sao hướng ra bên ngoài đi tìm?" "Kho báu đâu?" "Hay cái mà ông đang hỏi là kho báu đó." Giật mình và tỉnh ngộ. Từ đó Đai Du dạy cho người khác cách lấy kho báu của họ ra mà xài. Kho báu đó là gì vậy? Trúc Lâm Đại Sĩ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là vị vua nếu không nói là duy nhất của Việt Nam hay thế giới, tức là một người đã ở trên ngôi rồi và bỏ hết để trở thành một vị chân tu thạc đức, mà còn thực hiện cái hạnh đầu đà nữa, tức là sống rất là kham khổ trên núi rừng đó, bay bình bát thôi, ăn ngày bữa. Và sau 5-6 năm tu hành thì đắc đạo, trở thành một bậc thiền sư lỗi lạc và thành lập ra cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đến ngày nay Hòa Thượng Thích Thanh Từ phục hưng lại, rất là nổi tiếng. Cả một cái dòng tu tập như vậy của dòng thiền Trúc Lâm có thể gói gọn lại trong một cái tư tưởng thiền rất là đặc biệt, trong bốn cái câu thơ cuối của Cư Trần Lạc Đạo, nói lên cái kho báu mà chúng ta chuẩn bị nghe nhé. Là Trúc Lâm Đại Sĩ dạy thế này nè: thiền không có gì phải khó hết á. Thiền tức là ở đời vui đạo á, lại tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ liền. Trong nhà có báu thôi đừng có tìm kiếm, đối cảnh á, không có sinh tâm thì chớ có hỏi thiền, tức là không cần hỏi thiền. Tức là thiền là gì? Ở đời vui đạo, ở đời nhá, nhưng mà phải có năng lượng đạo ở trong đó thì ta mới vui được. Bởi vì cái đời bản chất của nó là bùn, không thể vui. Ta phải bỏ cái hạt sen vào trong bùn đó, thì cái bùn đó nó ôm ấp cái hạt sen đó, thì ta biết là ta có một cái giá trị của thân và tâm và thọ của cái thân người này. Mặc dù nó còn tham, sân, dục vọng và sân hận đốt cháy, nhưng mà ta biết thứ đó là bùn, để ta bỏ cái hạt sen tỉnh thức vào ở trong đó, để cái hạt sen được ôm ấp và nó nuôi lớn lên trở thành một cây sen. Cái nên vui là vui cái gì? Vui với cái đó đó. Nếu mà ta sống mà không có cái mục đích tỉnh thức của đời người thì tất cả những tiền, tình, danh, thân, xác, nhà, cửa này nó là cái thứ buồn. Nó sẽ làm cho tâm của ta rối rém lên, phiền hà thêm, chứ không có gì vui hết. Vui là bởi vì ta ở trong đó, nhưng mà ta có một cái thứ khác, đó là cái năng lượng, chính là cái của báu, chính là cái năng lượng tỉnh thức, cái sự biết của mình đó. Và nó giống như cái lưỡi dao, nó lấy cái thân, thọ, tâm và những cái thứ mà nó đối diện hàng ngày với cuộc sống, nó mài lên, nó làm lớn cái tỉnh thức đó. Cái đó gọi là đạo, năng lượng đạo là năng lượng đó. Và năng lượng đạo đó không thể bỏ cái thân này mà tu, phải có cái thân này. Cho nên cái thân này là bùn, nó là một cái ổ để tạo tội do cái tham dục. Nhưng cũng chính cái thân này là Phật, ở cái nơi đó cái tánh biết của mình nó mài lên cái thân, là đá mài để nó nhạy bén hơn. Thì mục đích hóa cuộc đời này là tỉnh thức, cái lúc đó ta có cái đạo trong cái đời thì ta mới vui đạo trong đời được. Đó là ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Tùy duyên tức là sao? Người ta sao mình dậy hả? Ta nắng chiều nào mình theo chiều đó? Không, không phải vậy. Tùy duyên ở đây là nói yes, tức là có một cái năng lượng chấp nhận và không kháng cự với bất kỳ một cái gì sinh ra và diệt đi. Mình không có kháng cự là bởi vì mình biết mọi thứ á. Mình không có kháng cự là bởi vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy. Mình không có kháng cự tức là oh, vui quá, tuyệt vời quá, hôm nay hạnh phúc quá, được, được, được. À, mình đã từng tạo một công đức gì đó, nhân như vậy, duyên như vậy, giờ quả nó như vậy, có ai đâu mà vui. Ồ, tại sao cuộc đời tôi bất hạnh, tại sao đau khổ lại đến với tôi, tại sao phải là tôi mà không là ai khác, số phận của tôi. Làm gì mà than vãn chi dữ. Bởi vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả nó như vậy. Đó chính là tùy duyên. Không có gì phải trồi lên một con sóng thần quá hạnh phúc, rồi sụp đổ xuống cái rầm quá đau khổ. Tùy duyên tức là không có phản ứng với bên ngoài á. Cái duyên đó thì sao? Mình thuận theo mà mình không có đánh mất chính mình. Cái duyên đó là cái gì? Đó là cái cam ba xung quanh đó. Còn cái giữa là chốt cái cột của cam ba xuống cho nó sâu, chính là cái đạo, là cái tâm bất động của mình.
và mình cứ quay vòng tròn. Và cái vòng tròn của mình nó rất là tròn là bởi vì sao? Bởi vì cam ba đạo của mình ở giữa cái mũi tên đó, cái mũi nhọn nó cắm rất là sâu, rất là vững. Mình vẽ mà nó không tròn được là bởi vì cái chân cắm chính giữa của cam ba đó sao? Lung lay lắc qua lắc lại. Tâm của mình mà không có đạo thì mình không có tùy duyên được. Mình sẽ bị phan duyên và duyên nó kéo mình đi giống như là rất là tội nghiệp. Ở đời vừa đạo tùy duyên nhá, tùy duyên, có đạo mới tùy, nhớ như vậy. Không có đạo là duyên nó kéo mình đi, là phan duyên, là tùy tiện chứ không có tùy duyên. Vậy mà tùy duyên cách sao nó rõ hơn nè. Đói thì ăn, đói mà không ăn giả vờ tu, tu dữ quá ha, chẳng hạn như thế. Mình chứng minh tùy duyên tức là mình vẫn ăn nhưng mà ăn vừa đủ no, mà đói thì ăn, ăn không phải ăn bằng lòng tham, ăn không phải cao lương mỹ vị, ăn cho nó sang trọng cái tôi của mình, phải vô cái nhà hàng kia để thấy được cái bản lĩnh của mình. Ở ngoài kia thì mua trả giá 5-7 ngàn cho một ông lão đi bán 5-7 ngàn để mà kiếm tiền nuôi mạng sống qua ngày mà không cho mấy được ngàn, còn vô trong kia mình ngồi kêu món ăn ra 1 triệu, kêu món ăn ra 900 mà đưa tờ 2 tờ 500, thôi khỏi hối lại. 1 ngàn này không cho người ta được mà 100 ngàn thì lại cho luôn. Đó không phải là tùy duyên, đó là cái tôi mê mờ muốn chứng minh một cái bản ngã ảo tưởng. Đó không phải tùy duyên. Vậy đói đến thì ăn, đó không phải đói đến thì ăn, đó là dùng cái đói để thể hiện cái tôi giàu có của mình. Đó. Đói đến thì ăn nhé, ăn đơn giản để sống qua ngày. Và không có ăn thì cũng đừng có mà sân hận bực bội. Cái cách mình ăn đó là thể hiện cái năng lượng tu là đạo của mình trong đó, chấp nhận. Mệt thì ngủ liền, ngủ liền chứ đừng có suy nghĩ. Nằm xuống mà suy nghĩ đó không phải tùy duyên. Nằm xuống mà ất ức cái chuyện không có trong đầu của thân mình, nó mệt, nó muốn mình phải thương nó mà mình không thương nó thì làm sao ai thương mình. Mình phải biết thương vũ trụ thế gian, thân tâm mình, thì thân tâm mình nó sẽ đối đáp lại cách mà mình đã đối đáp với nó. Mình không thể oán trách được ai hết đó. Và đối cảnh là không có sinh tâm. Đối cảnh không sinh tâm tức là cái tâm của mình á, nó không có phản ứng với cái giàu nghèo, được mất hơn thua, già trẻ đẹp xấu, hạnh phúc đau khổ của cuộc đời. Nói thì nó dễ nhưng mà mình phải thực tập. Của báu ở đây là gì? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Cái báu đây là cái tánh biết của mình. Cái báu đây là cái ý thức rõ ràng, cái sự sống của mình. Bởi vì con vật nó không có cái ý thức đó, có con người mới có. Vậy cái con người đây là sở hữu cái tánh biết đó. Thì khi cái tánh biết đó của mình bỏ trong cái ăn, bỏ trong cái nghỉ, bỏ trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà mình lúc nào cũng biết, đi đứng nằm ngồi biết, đó là quán thân điên thân, cảm thọ sinh diệt biết, quán thọ điên thọ, tâm mình có suy nghĩ không, không có suy nghĩ biết, toàn bộ cái mà mình biết, cái biết đó chính là cái kho báu. Mình có lấy nó ra xài không? Nếu không á thì tâm mình tham, cái mình đồng hóa vào mà mình đi phá hoại thế gian này. Tâm mình sân á, mình đốt cháy trong lòng mình và mình đốt cháy thế gian. Còn nếu mình biết là mình ít nhất là tách nó ra và không có đồng hóa mình là nó. Không đồng hóa mình là nó là một cái cách tu tuyệt vời mà Đức Phật dạy, tức là tứ niệm xứ á. Rồi nếu mà mình tu lên cái cấp độ tuyệt vời hơn nữa là cái tâm mình hoàn toàn không có tham sân, thì lúc đó mình giống như mặt hồ nước trong, vẳng lặng không còn phản ứng, là đối cảnh vô tâm. Lúc này mình là thiền chứ không cần phải hỏi nữa, không cần phải tìm nữa. Lúc đó là mình có kho báu và mình xài kho báu đó. Mình vẫn ăn uống sinh hoạt yêu thương qua lại giao tiếp mọi người, nhưng tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng mát dịu và mình không còn đi tìm hạnh phúc bên ngoài. Nếu không mình sẽ là đuổi hình bắt bóng và cuối cuộc đời mình chỉ là một con sư tử đói chạy theo một miếng mồi phía trước mà không bao giờ ăn được, đói chết luôn. Bây giờ tôi coi thử 24 tiếng đồng hồ ta có thể đói, ăn, mệt, ngủ, đối cảnh không sinh tâm được bao nhiêu. Đó là cách chúng ta có thể ứng dụng thiền trong đời sống, ít nhất ngày hôm nay nhé. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.